Sáng nay, Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị tuyên dương thành tích các tổ chức cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã đến dự. Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nghiên cứu những đổi mới của nhà nước về cơ chế chính sách trong phát triển kinh tế để năng động sáng tạo thích ứng với cơ chế hội nhập, nắm bắt cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cùng với ý thức tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, nên mức thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Theo Cục Thuế tỉnh Bến Tre, năm 2021, tổng thu thuế trên địa bàn tỉnh đạt 5.088 tỷ đồng, kể cả thu sổ số, đạt gần 101,8% so dự toán, bằng gần 96,4% so với cùng kỳ năm trước. Tại hội nghị lần này, Cục Thuế tỉnh đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế tuyên dương, tặng bằng khen và giấy khen cho 231 tổ chức cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021. Trong số này có nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân giữ vững và duy trì được truyền thống dẫn đầu tiêu biểu về thực hiện tốt công tác kê khai nộp thuế và có số nộp ngân sách lớn, tạo nguồn lực lớn để Bến Tre tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương tôn vinh và ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp doanh nhân đã thực hiện tốt công tác kê khai nộp thuế và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong những tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh đã phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách trên địa bàn cũng đã đạt theo kỳ vọng, khả năng tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ vượt 7% vào cuối năm. Để cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp cần hoạt động sản xuất kinh doanh một cách chủ động, chuyên nghiệp, đúng pháp luật, bắt nhịp được những tiến bộ khoa học kỹ thuật của khu vực và quốc tế. Doanh nhân phải năng động, sáng tạo, có kiến thức, có bản lĩnh để hội nhập, vươn lên và phát triển bền vững. Cục Thuế tỉnh khẩn trương triển khai các chính sách mới của Chính phủ, Bộ Tài chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hưởng về gia hạn thuế tiền thuê đất, miễn giảm thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và tiếp tục phát triển, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và cùng chung tay cùng với tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Cục Thuế tỉnh nâng tầm việc khen thưởng cá nhân doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế lên mức cao hơn, phấn đấu ngày càng có nhiều cá nhân được tuyên dương trong việc nộp thuế.